Rồi bây giờ chị đau chỗ nào? Giờ này đau đâu? Đau, đau hết cái lưng da rồi phải không? Ló ra trước ngực không? Ló trước ngực không? Đó, thôi cứ đụng gì biết đau rồi. Như vậy là phải chỉnh dưới này. Để tôi chỉnh mấy phút rồi coi chị này có hết hay không. Giờ ta ấn hai cái nguyệt. Thái nguyên để tôi đưa khí vô. Đưa khí vô ba dài với trước ngực thiếu khí rồi. Ngư tế. Thiếu sung. Hai người này là tim. Cái này là phổi. Thái nguyên. Ngư tế là phổi. Cái này là tim. Cái này là tim. Để đưa khí vô. Rồi, tôi coi lại cái giờ này. Tôi coi bên này. Tôi coi cái tấm tay này. Tôi coi chúng ta này. Tôi coi ở đây. Lo chia mà không nói gì. Nãy nó mới hiểu chị. Coi có ai theo dõi không? Có hỏi gì trả lời. Rồi, nắm tay lại. Đào chút ha. Đào chút xíu ha. Đào quá đào ha. Ta coi tất cả những cái bả vai với cái ngực nằm ở đây nha. Tấn cái lao cung này coi coi. Thả lỏng rồi. Trời ơi đau. Đây cái nữa còn hết. Cái này còn phải không? Chỗ này còn thì nó nằm ở đây nè, châu nguyệt 13 nè. Đau. Đau không? Đau quá ha. Đau không? Hả? Bên này coi. Tôi gạch tới tâm giác phổi này coi. Chuyển xuống chân cho tới đâu rồi? Chuyển xuống bàn chân. Nó ngay chỗ nào? Ngay đây phải không? Ngay đây phải không? Đau ha. Ha. Tôi cắm ở trên kia rồi nó chạy xuống đây. Để nó chạy xuống bằng giò ha. Thì nó chạy tới đâu mình gửi tới đó thôi. Bây giờ đưa cho nó ra đi chứ để làm gì, nó chạy vòng vòng rồi cái vô thành phố mà không biết được ra gì mà. Tôi nhấn cái bát tà. Đau ha. Thì dù bệnh nhân nói tới đâu thì mình gửi theo tới đó. Tấn cái đầu mấy ngón này nè, đang cho khí nó chạy ra nè. Ha, đau lắm thì không có gì đau bằng cái này đó nè. Ai cứ nói chạy cũng chi ha. Bên này cái nữa là chuẩn bị hết rồi. Coi nói gì không? Coi lại cái ngực cái còn không hết rồi hả? Cảm ơn không? Không, rất là nhanh. Chị không ở là bài lâu chứ. Đúng chỗ. Khi mà chị đó trên này, cái vai này, cái phổi này, tim này, nó chạy xuống đây. Tức là trên kia là đã hết rồi, nó chạy. Cũng như bắt cướp gì mà. Đụng ổ bắt đầu nó chạy chỗ khác. Nó chạy chỗ nào?
mình đi kiếm chơi cái đường kinh của nó, thì nó chạy xuống đây thì bắt ở đây dùng này nó, mình kiếm chỗ dùng tim nè, phổi, nó chỉ hai cái đường đó thôi. Bây giờ đây là mình chỉ tim phổi với bả vai mà nó làm cho khí tắc, máu không lưu thông được, làm cho cái này đau, thì ta bấm xong rồi thấy nó chạy chỗ nào thì ta gượt theo chỗ đó. Nên quan trọng là nó chạy theo cái đường kinh của nó chứ nó không chạy đâu khác chứ ha. Bác thấy hết rồi, dở rồi, hết rồi, còn nào không? Dở thay cái lưng cái ngực còn không? Bây giờ 10 phần hết 9 phần chưa? 9 rồi phải không? Hơn rồi đó, hơn chút xíu rồi, 9 rưỡi rồi đó ha. Rồi ok, rồi chị này sao? Cái lưng chỗ nào đâu? À, đây coi nè, cái lưng nè, nó nằm ở đây nè. Ngay đây phải, ồ ở đây ha. Ừ, đau không? Rồi đau quá, rồi đưa đây. Ta giải quyết mấy nguyệt hết, hết đau lưng nè. Đây, số 1 nè. Đau không? Hả? Thì coi cái nó chạy dưới chỗ là 5 cái chỗ đau lưng không ha. Có chưa? Nóng ấm 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 giống gì không? Có ấm ấm dưới lưng này không? Rồi rồi đây đây. Ừ, rồi giờ ta gặp đi, ta gặp, ta gặp, ta nhanh nhanh đi. Rồi chào con ha. Ừ. Đây ha. Đây ha. Đây ha. Đây ha. Coi chừng hết cái lưng chưa nói ha. Đây ha. Ta gặp khoảng 16 chỗ là hết rồi ha. Ta gặp chỗ gì 10, 5, 7 cái thôi. Ừ. Đây nè, chuẩn bị hết nữa rồi. Đây đưa cái lưng nghe cái giò coi. Đau không? Đau không? Rồi cứ để đi cái ai cũng sợ sợ. Chấm cho thầy, chấm cho thầy cái hiện cái chấm cái mà điều hòa âm dương cái đi rồi ba qua tính. Điều hòa âm dương đi ha. Ừ. Cảm ơn thầy nhiều. Dạ, cảm ơn chị ha. Rồi, cố gắng mấy bữa cho nó hết luôn đi ha. Rồi đứng kia cây. Coi còn đau không? Trời ơi, còn đau không? Hả? Còn mệt. Rồi chị ngồi xuống đây giải quyết cái này hơi đau chút xíu ha. À, chút xíu à, nó hết đau mà. Mời mốt mà cái đau lưng á. Cái đường này nè, chị đau lưng rất là nhanh. Đau. Ừ. Mà kèm theo chị phổi hay nữa, mà kèm theo nó hết luôn hai cái quanh tim, hai lá ba lá nó cũng hết theo luôn đó. Đây là cái lá phổi nằm ở đây nè, nè chỗ này nè, nó cứng ngắc nè. Đau hay gán chụp xíu cho chị. Rồi thêm cái nữa coi, bên cái giò bên đây coi. Rồi chị nghe sao ơi, cái lưng còn không? Ta chị đứng như cái khòm xuống đất được chưa? Đứng thẳng giò mới được. Ừ, thẳng giò. Rồi được hai tay đụng đất chưa? Không. Thẳng giò nè, thẳng đi, thẳng đi, thẳng đi. Thẳng đi, thẳng đi, thẳng khòm xuống hai tay đụng đất không? Ờ gì đó. Rồi chị ngồi xuống đi, tôi cho chị đụng luôn coi. Chị ngồi xuống đất nè, ngồi đất nè. Rồi rồi. Ngồi, ngồi đưa hai giò ra ha.
đào ha. Ta chà cái đường nè, cho cái lưng này nó thẳng lại. Trời ơi đau quá. Nó có một cái cục cứng ngắc này sao mà chị khòm thẳng được. Ta lấy cây ta dặn, bị cái lấy tay nhận không vô. Nó cứng như cục đá như này, cục sỏi này. Đau lắm không? Kinh đâu. Nè cái giò mềm mà ha. Quan trọng là nhấn cái cục này nó tan, là cái giò này nó mềm mà. Nè. Đây nè, cứng ngắc nè. Đau. Chị thấy đau lắm không? Gắn chút em chút xíu à. Chút xíu là hết đau ngay thôi. Rồi, chị cái ngồi chụp hỏm này để giờ đây. Đau không? Đau quá đau. Giờ người ta dị cái bóp nó không đau. Gắn đau chút xíu ha, mấy cái nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi chị ngồi chùm hổm ơi. Đây nè, che cái lưng ngay nè. Ngồi chơi tới chiều luôn được rồi đó. Lâu lắm mà không ngồi phải không? Trời mốt ăn, mơ mốt ăn đứng thua nằm mà hà. Đừng làm gì đó, mà ăn đứng phải thua phải ngồi chứ. Rồi chị đứng gì được rồi đó. Để chị ngồi lên, ngồi luôn, xuống đứng lên. Đừng có chống tay được rồi. Rồi đi thẳng coi. Nó khòm hai tay đưa xuống được rồi. Đầu gối thẳng, trời, xuống đụng tay coi. Đụng đất này. Rồi thấy sao phát biểu đây? Khỏe rồi, được rồi. Tôi cần chỉ có nhiêu thôi. Vô thấy mệt, ra thấy nó kêu khỏe. Rồi chị này sao? Đau lưng nữa. Đau lưng chỗ nào? Đau khớp chỗ nào đâu? Khớp rồi, đa khớp hết nay hết hai tuần mai. Rồi tay này còn đau. Bây giờ trước mắt giờ giải quyết khớp này. Đau. Ôi mô Phật ạ. Cảm ơn Phật. Thầy nha. Cảm ơn tất cả. Dạ, chào chị ha. Dạ. Dạ. Coi cái tay còn đau không? Coi cái này còn đau không? Còn không? Hết rồi. Ê, gì làm chút nữa đi ha. Nó nằm ở đây nè. Coi cái mặt, chọc mặt. Nha. Rồi đưa vào coi. Mấy cái chỗ mà cái nhượng, chỗ cái thiểu tay, tôi làm hết. Đau. Đau. Coi lại cái này còn đau không? Coi cái tay còn đau không? Còn ê. Mười hết mấy rồi? Chừng 8 rồi. 8 rồi không? 8 được rồi phải không? Ê chút xíu nè, hết đau nè. Ha. Bây giờ tới đâu nữa? Bên này ít mà bên này nè. Đâu còn nữa, gỡ đâu còn đâu? Ha? Đây rồi hả? Dạ. Đây phải không? Ở đây thì nằm đây nè. Đây nè. Đau. Dạ.
28 rồi. Đau không? Đau. Đau. Ôi dạ. Mô Phật. Mô Phật.